Rồi ok anh em, thì hôm nay là ngày 14 tháng 5 hay 14 tháng 3 ha. Thì hôm nay em còn ít chim thì em lên cho anh em ha. Còn mấy con này thì em lên giá mèo luôn cho anh em luôn, cho dễ chơi luôn anh em. Thì còn chỉ mấy con thôi, để em quay sơ anh em ha. Đầu tiên là lỗ đuôi dài giùm anh. Thì đây còn mấy con ha anh em. Đây con này đuôi 19.2 mà bị rụng mất một cọng lao anh em. Rồi con này đầu tiên là con này lồng để lồng số 21 nha anh em, đuôi 19.2. Rồi con này em bán cho anh em luôn 500.000 nha anh em, 500.000 nha. Rồi con số 1 nha anh em, đuôi 19.2 nha. Lồng số 21 500.000 anh em. Lửa đuôi 19 nha. Chỉ một lao 500.000 anh em. Rồi con lồng số 21 nha anh em, đuôi 19.2 nha, chim rất là khỏe mạnh nè anh em thấy nè. Chim rất là khỏe mạnh luôn ha. Rồi ok anh em. Tiếp tục con lồng số 7 này anh em. Con này là lồng số 7 anh em. Con này đuôi tầm 19 anh em. Ủa thả xong đo luôn này đi. Như vậy. Nhiêu? Rồi cái con này là đuôi bị sao le anh em, đuôi 18 nha anh em, con này là đuôi 18 thôi. 18 thì 300 anh em, con này rất là khỏe mạnh nè, rất là khỏe nha anh em, chim rất là khỏe luôn nha, ăn uống rất là khỏe luôn. Đuôi 18 là bị sao le anh em. Rồi. Con này em tính 200.000 luôn nha anh em, lọc số 7 nha. 200.000 nha anh em, lọc số 7 nha. Đó, đuôi bị sao le em tính giá rẻ luôn anh em, còn mấy con thôi bán luôn. Đó, đuôi bị sao le, lọc số 7, 200.000 anh em, đuôi 18 nha anh em. Rồi tiếp tục luôn anh em, đây là con số 3 anh em. Con số 3 con này đuôi 19.5 anh em. Đuôi 19.5 nha, nhưng mà nó bị một cái móng nó bị gãy anh em. Anh em nào về mình chơi mình thả vi mình chơi được nha anh em. Gãy rất là ít luôn anh em. Tí xíu à. Cái đầu móng phiêu anh muốn biên ngoài anh em nó bị gãy tí xíu. Đó thì con này em tính cho anh em 400.000 nha, bị gãy một cái móng tính 400.000 nha anh em. Đuôi 19.5 anh em về thả vi là vô tư nha mấy anh. Chim rất là khỏe mạnh nha. Đuôi 19.5. Lọc số 3 nha mấy anh, lọc số 3 nha. Đó đuôi 19.5 400.000 nha anh em, bị gãy một móng nha. Đó thì em có nói nha, bị gãy một móng 400.000 nha anh em, rất là đẹp luôn. Gãy một móng mà nó đang ra vậy anh em, tại nó em không có bắt cho nó ra coi anh em, thì anh em cứ qua coi thoải mái nha. Rồi con số này là con lồng số 3 nha anh em, nha mấy anh, đuôi 19.5 nha. Rồi ok anh em. Rồi tiếp tục anh em, đây là con lồng số 5. Con lồng số 5 anh em, con này đuôi 21.3. Cái chân con này anh em, cái chân con này nó hơi bị đau một bên nha anh em, cái chân nó bị hơi bị đau một bên. 19.3 mà đuôi nó bị gãy, đuôi nó là đuôi 21.3 anh em, mà nó bị gãy lao nha anh em, gãy lao với lại một cái chân bên đó đó anh em thấy không, cái chân nó hơi bị đau. Đó, cái chân nó hơi bị đau một xíu nha. Đó, anh em nào mình chốt con này thì nhắn cho em ha. Con này em bán cho anh em, đuôi thông thường là đuôi 21 là em sẽ bán là 1.000.000 anh em, 1.500.000 anh em. Rồi anh em con này em bán nửa giá luôn, 700.000 nha anh em, 700.000 nha. Con này 700.000. Cái chân nó bị đau anh em. Nó em bán con này 700.000 cho anh em luôn nha. Nó để lòng số 5 anh em. 700.000 cái chân nó hơi bị đau nha anh em, về mình chạy được mình chạy nha anh em. Nửa giá nha anh em, 700.000 nha. Đuôi 21.3 nha anh em. Đuôi 21.3 700.000 luôn anh em. Rồi ok anh em, tiếp tục luôn. Bên đây con đuôi 18 anh em. Con lồng đuôi 18 có một chấm bông ngay cổ anh em, có một cái chấm bông nhỏ ngay cổ nha. Đó, con này anh em rất là đẹp luôn. Đuôi 18.3. Thì chim cũng khỏe mạnh anh em. Đó, em bỏ dế vô cho nó một đống luôn. Hôm nay nó ăn rất là mạnh anh em. Mấy con này là khỏe rồi đó mấy anh. Đó, chúng ta nhảy rất là nhiều nha. Đuôi 18 nha anh em, có một chấm bông 300.000 nha mấy anh. 300.000 nha mấy anh. Rồi ok anh em. Để em quay tiếp mấy cái dòng khác cho anh em coi ha. Rồi ok anh em, ở đây còn một con thang tuyển hàng rất là đẹp nha anh em. Còn mấy con thang tuyển rất là đẹp nè. Đó, thì thông thường mấy con này em sẽ bán là 350 anh em, nhưng mà hôm nay em bán 300 luôn. Còn có 3 con anh em, 3 con này anh em. Đó, con số 1 anh em. Đó. Anh em nhìn hầu rất là đẹp ha, ăn rất là khỏe luôn. Con số 1 nha anh em. Rồi con số 2 nè anh em. Đây con số 2 nha anh em. Đó anh em thấy không? Hàng rất là đẹp nha. Đó. Đây tiếp tục con số 3 nè anh em. Đấy lồng số 5 nè. Nó mấy con này bữa nay em bán 300.000 cho anh em luôn nha. 300.000 một con nha anh em. Có bà còn có 3 thang thôi. 3 thang hàng tuyển anh em, 300.000 một con cho anh em luôn nha. Quên anh em, ở đây có một con thấy rất là đặc biệt anh em. Máy này đảm bảo anh em nhìn anh em thích liền. Đây nè. Anh em nào kiếm máy thì nhắn bắt này nha. Anh em có thấy máy nào mà lông nó về cho anh em, lông nó đen thui như con trống rồi nè. Con máy mà lông như con trống nha, rất là đẹp, dáng rất là dài luôn. Hôm nay con này cũng rất là khỏe em anh, ăn rất là khỏe nha. Anh em nhìn lông nó nè, lông như con trống anh em, lông rất là đen anh em. Đó, con máy nha anh em, máy rất là đẹp nha. Rồi con máy này 500 nha anh em. Con máy này em đã tập cho nó ăn cám, đang tập cho nó ăn cám nè anh em. Đó, anh em thấy trong đây có cám nè, đang tập cho nó ăn cám nè. Đó, con máy này là 500.000 nha anh em. Con máy này người ta hay gọi là máy BD gì đó anh em. Thì em cũng nói hơi bữa nay lên giá bán luôn cho anh em ha. Đó. Rất là dài chim nha anh. Con này rất là dài luôn nha. Đây. Rất là dài luôn.
đó, viêm rất là dài. Thì anh em nào bắt con này thì nhắn cho em luôn, 500.000 nha anh em, con máy 500.000 nha. Rồi ok anh em, để em vào trong em quay cho anh em coi. À quên anh em, thì cái con chào mạo anh em, cái con bữa hổm qua lên thì bán rồi anh em, còn con này mới về, mới bắt được anh em. Con này sâu bọng rồi anh em, con này sâu bọng rồi nha. Nó sâu bọng rất là nhiều nhưng mà con này nó bị ngửa anh em, nó bị hơi ngửa xíu. Sâu bọng rất là ok luôn anh em, nó hơi ngửa xíu nha. Rồi con này em bán cho anh em là 400.000 nha em. Nhưng mà như mấy anh, chiếm sâu bọng rồi nha mấy anh, chắc chắn chống 100% luôn. Anh em là mình chơi vi thì bắt về chơi nha. Đó, con này em bao chống cho anh em chọn đời luôn anh em. Đó, bao chống cho anh em chọn đời luôn nha, nhưng mà nó bị ngửa nha anh em. Đó, thì nói rõ luôn anh em là mình chơi thả vi bắt này về chơi nha. 400.000 nha mấy anh, 400.000. Rồi ok mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì ở đây em còn một ít hàng bổi anh em. Đó, còn một ít hàng bổi nha. Đó, em còn ở đây tầm 40 mấy 50 con mấy anh. Đó, thì anh em nào bắt thì cứ nhắn cho em. Hàng hót sổng rất là nhiều nên anh em chịu khó qua đây ngồi nữa mấy anh. Mấy anh nào gần chịu khó qua đây ngồi, mình sẽ thấy nó hót cái máy mấy anh. Nên bật phai máy lên hồi là nghe nó hót, cả đám nó hót ầm ầm hết mấy anh. Rất là nhiều con hót sổng luôn mấy anh, chứ phải một con nữa. Mà tại vì em ở đây thì em hơi lu bui, không có quay kịp mấy anh. Nó chim thì rất là nhiều ha, chợ hàng rất là nhiều. Mùa này nó rất là dễ chơi anh em. Mùa này đang là mùa bắt cặp của tôi nấu mà tự nhiên á, là chim nó đang có lửa anh em, rất là sung ha. Nó thông thường chim nó sẽ hót rất là dễ anh em. Nó một con 200.000 nha anh em, một con 200 anh em bắt ba con tính 500.000 luôn nha mấy anh, ba con là tính 500.000 nha anh em. Mà mấy anh ở tỉnh lưu ý giùm em ha, ba con thì em không có hỗ trợ tiền ship từ từ chỗ em ra nhà xe luôn nha anh em, tại vì ba con em đâu có lợi như đâu mấy anh, mà em chở ra nhà xe nữa. Nó thành ra cái tiền mà từ chỗ em, cái tiền vận chuyển mấy anh thì mấy anh chịu hết nha mấy anh, cái đó em cũng nói rõ ha. Nó còn mấy anh ở đây gần đây chạy qua bắt nha mấy anh, còn mà ở tỉnh mấy anh kia em chuyển nhà xe, ví dụ nhà xe gần gần thì em không tính cũng được nữa anh em. Nhưng mà có mấy anh chuyển ra tới bến xe miền Đông hoặc là chuyển đi tới bến xe miền Tây thì rất là mắc mấy anh, coi như là em không lời, bán không công mà lỗ luôn là chết luôn anh em. Đó nên anh em thông cảm ha. Đó thì em cũng nói rõ đâu ra đó ha, anh em nào mình thấy mình mua được thì mình nhắn cho em ha. Rồi ok anh em, thì ba con 500 nha anh em, ba con là 500 nha anh em, giá bên đây rất là mềm luôn anh em. Nó chệt hàng nha mấy anh, ở đây nhiều con rất là to nè anh em, nó rất là nhiều luôn. Nó hôm qua thì cái con số 3 này hót sổng rất là lớn nè anh em. Con số 3 này hót sổng rất là lớn luôn nha anh em, hót sổng rất là lớn nha. Con số 3 này anh em, với lại con số 25 đó nha. Đó, con 25 này hót sổng rất là nhiều nha anh em. Con số 3 với con số 25 hót sổng rất là nhiều luôn anh em. Có rất nhiều anh khách qua thấy nha anh em. Đó. Đây anh em. Đó, đây nữa nè. Đó, chim thì rất là nhiều anh em. Gà than thì rất là nhiều luôn anh em, nào bắt con nào thì nhắn cho em. Anh em không biết lựa thì em sẽ lựa cho anh em luôn ha. Rồi ok mấy anh. Rồi ok anh em, thì trong đây em còn ít lửa mấy anh. Nó chè lửa nha anh em, chè lửa thì 150 con anh em, 150 con. Nó anh em bắt hai con thì 300 anh em. Nó cứ nhân lên anh em, chè lửa bỏ 150 con nha anh em. Nó trong đây rất là nhiều luôn nè anh. Nó hôm nay chim rất là khỏe, này tập rất là nhiều anh, tập rất là nhiều nha. Đó anh em thấy không? Tập liên tục. Con này cũng vậy nè anh, tập rất là nhiều luôn. Đó, anh thấy không? Tập quá thì tập luôn. Rồi ok anh em. Thì nên là chốt nhắn cho em ha. Một con là 150, hai con là 300 nha anh em, cứ nhân lên giùm em ha. Rồi ok anh em. Đó, trong đây chè lửa. Rồi ok mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì cái này khuyên bổ của em anh em, khuyên bổ em nuôi lại để lộng lại mấy anh. Mấy này là chống 100% hết mấy anh. Mấy con này em rất là đẹp, rất là giọng rất là gắt luôn. Nhưng mà em phải nuôi lại, chăm sóc kỹ lưỡng lại cho nó cám cứng rồi mấy anh mới bán được nha. Đó, còn anh em nào mình đặt con nào mà giọng sao nhắn cho em ha. Mấy con này đảm bảo anh dáng dốc rất là đẹp luôn. Đó, hàng rất là đẹp nha anh em. Nhưng mà em đợi chăm sóc cho nó thêm 1-2 tháng nữa, chăm sóc nó thêm mấy tuần nữa cho chim nó sạch, nó khỏe hẳn rồi mới dám bán nha anh em. Chim rất là ok nha anh. Đó, đây chỉ có tầm 7-8 con thôi. Mấy này em lồng lại để tính đuôi lên luôn anh em. Rồi ok anh em, rồi chốt nhắn em ha. Thì rồi ok anh em, thì bên em khuyên mồi gì có hết nha anh em. Anh em là mình cần thì cứ nhắn cho em thôi. Đó, khuyên bỏ anh em muốn lựa những con bỏ như thế nào. Bỏ thì nó có những con nó liếu rồi, chưa liếu, chưa cám, có đủ hết nè. Đó, thì đây nè anh em, mấy con khuyên này là khuyên mồi nha anh em. Những con này là liếu vàng hết rồi nha. Đó, những con khuyên này liếu vàng nha. Anh em cần liếp thì cứ nhắn cho em, em phải gửi liếp cho anh em coi ha. Đó, khuyên liếu vàng, liếu vàng nha anh em. Đó, con này thì chỉ 2 mùa anh em. Đó, rồi bên đây nữa nè. Đó, những con này là những con bỏ được cám cứng rồi nha anh em. Những con bỏ cám cứng. Công này là liếu rồi nè anh em. Liếu rất là nhiều rồi nha, không tập tỏi luôn. Đút sâu dế được nha anh em. Không tập tỏi, đút sâu dế được. Giọng rất là gắt luôn anh em. Giọng rất là gắt nha. Đó, con này rất là đẹp nên em không tập tỏi được hết nha. Còn bên đây nghe anh em, đút sâu dế được hết nha. Rất là dạng chim luôn. Đó,
Nó giá thì nó từ 300.000 cho tới 500 cả triệu cũng có anh em. Anh em cần coi như thế nào thì nhắn cho em ha. Nó là bỏ trên đây đó anh em, mình bỏ trên đây nè. Đó, rất là nhiều luôn anh em. Đó, thì ở đây còn rất là nhiều luôn anh em. Đó, trời đất em có ga ngoài đây nữa nè. Đó, đây nữa anh em. Đó, bây giờ bắt mẹ về chơi cũng rất là ok nè anh em. Nó là con liếu vàng nha anh em. Ra vàng liếu nha anh em, đuôi nhá nha anh em. Nó chưa căng nhưng mình nhá cũng khá to nha anh em. Con này mà căng là nhá cũng rất là nhiều nha anh em. Đó. Con này thì nó bị hư một cái móng biên anh em, nên mà về mình chơi nhà thì ok nha anh em. Con này em bán cho anh em 800 nghìn nha anh em. 800 nha anh em. Anh em cần clip nó liếu thì nhắn cho em nha. Nó bị hư một móng biên nha anh em. Liếu nhá đuôi nha anh em. Liếu nhá đuôi rất là ok luôn nè. Rồi ok nha anh. Rồi ok anh em, thì đây là chuyền đất con anh em, chuyền đất con nha. Nó bên em thì còn cũng còn nhiều lắm anh. Thì trên đây nè anh, trên đây là cái dòng nó ăn cám rồi anh em. Đó, trên đây là cái dòng nó biết ăn cám hết rồi nè. Nó biết mổ hết rồi. Đó, thì cái dòng này em bán là 350 một con anh em, nào bắt hai con tính anh em 600 luôn nha. Hai con tính cho anh em 600 luôn. Đó, hai con 600 nha anh em. Biết mổ rồi nha anh em. Em có tập tắm cho nó sơ sơ hết rồi. Đó. Chim thì rất là nhiều anh em, còn mấy cái con mình nó nhỏ hơn anh em. Cái đợt sâu á thì những cái con đó em bán là 250 một con nha anh em, 250 một con nha. Thì anh em nào chốt thì cứ nhắn cho em thôi, em sẽ lựa cho anh em ha. Chè đất nha anh em, chè đất thì hót rất là ok, rất là hay anh em ha. Đó, mấy con này về nhà anh em thuần tay nó, thuần cho nó, tập ăn cho nó, đút cho nó anh, rồi từ từ chim nó dạng thôi. Đây thì em không có thời gian anh em, thành ra em không có dọc nó nhiều, thành ra chim nó hơi nhát. Nhưng mà về nhà anh em chịu khó dọc nó lại, mình chăm sóc nhiều xíu thì chim nó dạng hơn anh. Nó chè đất con nha anh em. Rồi ok anh em, cái men thì tổng quan bên em còn có như vậy thôi anh em. Thì anh em nào mình chốt nạp nhắn cho em ha. Số điện thoại em có để trên clip anh em cứ nhắn vào thì em sẽ trả lời cho anh em ha. Rồi ok tất cả anh em.